mua cái bộ cover bằng gỗ về thay cho cover jean thì làm cho cây kèn chúng ta nó có âm thanh hay hơn điều đó chưa chắc mình phải khẳng định luôn với các bạn là chưa chắc Xin chào tất cả mọi người và chào mừng đã quay trở lại với kênh của Trần Toàn Dạo gần đây thì cái phong trào chơi kèn harmonica được độ với phần cover bằng gỗ Uh, rất là nổi lên trong cộng đồng chơi kèn harmonica của chúng ta và mình thấy rằng cũng có nhiều bạn chúng ta có ý định là chuyển đổi từ cây kèn zin để uh, thêm cho nó một cái bộ cover bằng gỗ đấy nhưng mà chúng ta chưa được tiếp xúc nhiều chúng ta chưa được sờ chạm chúng ta chưa được cảm nhận uh, hoặc cũng đơn giản là các bạn không có cái kinh nghiệm để mà cảm nhận thì các bạn vẫn đang là vân vân xem có nên hay là không thì chính vì cái lý do như vậy nên ngày hôm nay mình mới làm một video để chia sẻ với mọi người về những cái ưu điểm và những cái nhược điểm của cái bộ cover gỗ à, khi mà các bạn chuyển đổi từ một cái bộ cover jean bằng kim loại này sang một cái bộ cover bằng gỗ thì nó có nên hay là không tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay Tuy nhiên là trước khi chia sẻ với mọi người vào cái nội dung chính thì mình phải lưu ý mọi người Đấy là những cái gì mình chia sẻ ngày hôm nay chỉ là cảm nhận của riêng mình thôi Cảm nhận sau khi mà mình đã chơi một cái cây kèn với cover độ bằng gỗ là Đâu đó khoảng một năm, một năm trời mình cảm nhận Nó cũng khá là nhiều vấn đề đấy và cái thứ hai nữa đây là cái bộ cover gỗ mình muốn nhắc đến ở trong video ngày hôm nay nó là một cái bộ cover được làm handmade ở việt nam và với cái chất liệu gỗ cũng là của việt nam à, cụ thể ở đây đấy là sản phẩm mà handmade của anh trung nguyễn à, mọi người hay gọi là anh trung độ đấy thì video ngày hôm nay mình chia sẻ với cái tâm thế là chia sẻ những cái gì Uh, mình biết được và những cái gì nó thực tế cảm nhận của một người dùng chứ mình không có ý định là chê bai mình không có ý định là nâng cái này hay dìm cái kia mình không có một cái yếu tố tác động uh, từ bên ngoài nào để mà phải uh, nói sai hay là để chia sẻ nó không đúng sự thật cả đó đấy là những cái mình lưu ý với mọi người trước khi mà À, đi vào nội dung chính của video ngắn này. Rồi cái điểm đầu tiên mình muốn chia sẻ với mọi người đấy là những cái ưu điểm và những cái được khi mà chúng ta sử dụng một cái bộ cover độ bằng gỗ cho cây kèn à, có cái cover zin bằng kim loại. Thì ở đây mình có cover bằng gỗ nhưng mà mình tháo ra rồi. Đây này. À, những ai mà theo dõi kênh của mình khoảng à, một năm rồi. Ấy, thì mọi người biết là mình sử dụng cái cái cây kèn SCX48 với cái vỏ gỗ này cũng khá nhiều đó và ngày hôm nay mình tháo ra mình quay trở về với cả cover zin thì mọi người tự hiểu rồi đấy là vì sao mình phải làm như vậy ưu điểm mà mình nhận thấy qua quá trình một năm sử dụng của cái bộ cover bằng gỗ này gói gọn trong hai từ thôi hai từ đấy là đẹp và độc ngoài ra thì hết đẹp và độc thì đương nhiên rồi nó được làm bằng gỗ uh, handmade mà ngoài ra thì gỗ lại còn là gỗ quý và hiếm nữa thì chả có lý gì mà không đẹp với cả độc cả trong khi cái cover bằng kim loại này hầu như là các cái cây kèn hiện nay cho dù đắt tiền hay là rẻ tiền thì nó cũng na na giống nhau thôi Ờ, ngoại trừ một cái, cái vài cây kèn được uh, sơn mạ tĩnh điện vào với những cái màu sắc nó cũng bắt mắt đấy hoặc là mạ những cái màu vàng gôn hay gì đó vào cũng bắt mắt đấy nhưng mà nó không thể nào mà đẹp được bằng cái cover bằng gỗ đó mình gói gọn trong hai từ thôi là đẹp và độc ờ, còn những cái điểm mình chê những cái mà mình chưa hài lòng về cái bộ cover bằng gỗ ấy thì rất là nhiều mình bắt đầu liệt kê đây Điểm đầu tiên Đấy là Kể từ khi mà mình sử dụng cái bộ cover gỗ ấy, Thì mình phải giữ cái kèn Như là giữ Của quý trong nhà vậy ờ, Rất là ngại va chạm, rất là ngại làm xước nó, rất là ngại Nói chung là mình dùng mình Cảm giác là mình phải giữ nó Rất là nhiều Sợ nó hỏng mà bởi vì cái giá trị của nó so với cây kèn của mình nó cũng khá là cao đó à, nên là cái cảm giác sử dụng nó cũng không được thoải mái lắm điểm tiếp theo nữa đấy là cái bộ cover bằng gỗ ấy thì các bạn hình dung là những cái vật liệu bằng gỗ thì nó có cái độ gia công hoàn thiện nó không thể nào bằng được các cái vật liệu như là nhựa hay là kim loại ở vào cái điểm đấy là nó khó gia công những cái hình dạng phức tạp, nó khó uh, làm cho cái uh, vật liệu gỗ ấy, nó được uh, rát bỏng ra uh, và thậm chí nếu mà nó bỏng đến một cái, cái mức độ nào đó thì cái độ bền của nó, nó sẽ không cao. đấy là cái yếu điểm của những cái vật liệu bằng gỗ. trong khi đó thì kim loại này, cái cover bằng kim loại hiện tại mà trên cây càn của mình đang đang dùng đây là nó được làm khá là mỏng nhưng mà nó vẫn cứng cáp. Đấy là một cái điểm yếu chết người của uh, cover bằng gỗ, không làm được, kể cả cái người uh, chế tác ra nó có giỏi ở đâu ấy thì người ta vẫn chỉ có thể làm mỏng đến một cái mức độ nào đó thôi. Và điều đó nó dẫn đến một cái yếu điểm thứ hai, đấy là uh, cái phần miệng ngậm này cái phần cover mà tiếp giáp với cả miệng ngậm đấy nó dày hơn khá là nhiều so với cả kèn zin và làm cho mình ngậm một thời gian dài cảm thấy rất là mỏi mỏi miệng tại vì lúc lúc nào miệng mình cũng phải phải loe ra một cái góc rất là rộng đấy một điểm nữa đấy là cái phần này nó dày cái phần này nó dày này thì khi mình cho vào cái hộp zin của kèn là nó không vừa chắc chắn là không vừa mình đậy vào sau đó là cái nắp nó tự bật ra rất là khó chịu hồi đó mình phải dùng một cái dây mình buộc từ ngày mình uh, trở về với cả covergin là mình sẽ không phải làm cái hành động là buộc dây nữa đó một cái điểm tiếp theo nữa mình không hài lòng đấy cũng chính là bởi vì nó bằng gỗ và nó không thể gia công mỏng được như là các cái vật liệu bằng kim loại này nên các bạn nhìn đây này ở cái phần lỗ mà để bắt ốc vít vào ấy nó bị thụt cái con ốc vít xuống khá là nhiều. Cái đó thì nó cũng một phần là làm cho cái cây kèn nó có thẩm mỹ hơn, chúng ta không nhìn thấy những con ốc vít nó bị lộ thiên ra ngoài. Tuy nhiên là nó không thực dụng lắm. Khi mà mình tháo lắp ấy, tháo lắp cái cây kèn nhá thì bình thường là mình chọc một cái tua vít vào một đầu, còn một đầu còn lại thì nếu với cái cover zin này mình có thể sử dụng ngón tay để mình giữ được con ốc vít đó và đương nhiên là chúng ta chỉ việc xoáy ra thôi hoặc xoáy vào thôi. Nhưng mà đối với cover gỗ các bạn không thể làm như vậy được. Bởi vì sao? Nếu các bạn chỉ uh, xoáy thôi, các bạn muốn giữ đầu này không được, bởi vì tay chúng ta là không tiếp cận được với cả cái uh, cái phần ốc vít ở đối diện này đó làm cho mình rất là khó chịu khi mà mình cứ xoáy thì nó cứ xoáy tròn đấy, nó cứ xoay tròn đi nó không bao giờ nó dừng lại được đó và để khắc phục cái điểm đó thì lại phải nghĩ ra một cái mẹo đấy là mình sử dụng cái đầu bút này cái đầu bút bút viết ấy mình chọc vào cái chọc vào cái lỗ này để cố định sau đó mình mới dùng cái tô vít mình vặn ở cái phía ngược lại đấy nó khó chịu đến cái mức độ như vậy con ạ Uh, cái này thì chỉ có những ai mà đã từng sử dụng Đã từng uh, Gọi là Một cái người sử dụng thật ý, thì mới dám chia sẻ thôi Đấy Một cái điểm nữa Điểm rất quan trọng nhé Mình phải chia sẻ với mọi người, đấy là Có nhiều bạn chúng ta Cứ xem những hình ảnh trên mạng này Rồi là xem những cái uh, Clip trên mạng này Chia sẻ rất là nhiều rồi là Uh, những cái lời quảng cáo thế này thế kia uh, và các bạn trong đầu mới bắt đầu nhăn nhóm lên một cái một cái tư tưởng đấy là mua cái bộ cover bằng gỗ về thay cho cover zin thì làm cho cây kèn chúng ta nó có âm thanh hay hơn điều đó chưa chắc mình phải khẳng định luôn với các bạn là chưa chắc uh, nếu không muốn nói rằng là không phải là hay hơn không phải hay hơn cùng lắm thì nó chỉ ngang bằng với cả âm thanh zin thôi đấy ờ, trước đây mình chia sẻ với mọi người thì mình luôn nói rằng là cái âm thanh của nó hay, hay không là ở cái tai của các bạn cảm nhận chứ mình không đưa ra ở trong các cái clip mình chia sẻ tạo ra một cái sự khác biệt một cái sự cá nhân hóa cho cái kèn của chúng ta và muốn cải thiện được một chút về vấn đề âm thanh Uh, nó tạo ra được một cái trận âm nó khác thôi. Còn nó hay hơn hay không thì mọi người tự cảm nhận. Cũng có lý do của nó thôi các bạn ạ. Bởi vì qua quá trình sử dụng mình nhận ra rằng là cái âm thanh của cái cover, uh, cái kèn mà nó sử dụng cover gỗ gỗ độ nhá chứ không phải là là những cái kèn mà có cái cover gỗ mà zin theo kèn đâu. Gỗ độ. Ấy, thì nó chỉ cải thiện âm thanh một chút thôi. Tức là nó làm cho âm thanh nó có cái xu hướng đục hơn và vì vậy mình cảm nhận thấy nó âm thanh nó ấm hơn thôi nhưng mà nó lại tạo ra được hai cái cái điểm mà mình không thích thứ nhất đấy là âm thanh thì nó đục hơn nhưng mà nó thì lại làm cho âm thanh nó kém vang hơn nó kém vang đi rõ rệt nhé mà bình thường cái cover bằng kim loại này nó vang rồi là nó đanh nó có sự đanh tiếng và nó có cái sự vang cộng hưởng vang ấy đó rất là nhiều thì khi mà vào đến với cả cái cover gỗ thì hầu như nó bị triệt tiêu cái sự vang đấy đi và chúng ta cảm nhận nó hầu như không có một tí vang nào con ạ đấy và một cái điểm nữa đấy là nó vang thì không có rồi còn những cái âm thanh tạp âm ví dụ như là những cái tiếng sột soạt này hoặc là những cái tiếng mà mình không mong muốn ý. trong quá trình chơi thì nó được tăng lên rất là nhiều cái này thì là cảm nhận riêng của mình thôi mình cảm thấy là như vậy nên nếu mà để mà nói rằng là âm thanh của một cây kèn có cái cover uh, độ bằng gỗ nó hay hơn so với kèn zin thì mình khẳng định luôn đấy là không phải và điều đó là không đúng nhá không đúng luôn ấy, chứ không phải là uh, tùy từng người nữa uh, Chúng ta không nên thần thánh hóa cái cover bằng gỗ độ lên như vậy uh, Cái điểm này mình chia sẻ thì có thể sẽ gây mất lòng rất là nhiều người và uh, có thể sẽ gây ra những cái tranh tranh luận và những cái tranh cãi không đáng có Nhưng mà ở cái khía cạnh một người chia sẻ thì mình phải nói, mình phải nói thật với cả cái lòng của mình đó, đấy là tất cả những cái ưu điểm và những cái nhược điểm mà mình cảm nhận được trong quá trình chơi cái cây kèn harmonica SX48 của Suzuki mà đã được độ cover bằng gỗ này. Thì uh, cuối cái clip này mình uh, sẽ tóm lại với mọi người như sau. Những ai nên mua cái cover bằng gỗ cover bằng gỗ này thì đó là những cái người nôm na rằng là các bạn có điều kiện về kinh tế các bạn muốn trải nghiệm thì các bạn có thể mua nó cũng chẳng làm cho cái cần chúng ta thiệt hại cái gì cả đó à, còn lại những cái người mà không nên mua cái cover bằng gỗ này thứ nhất là các bạn đang hiểu nhầm rằng là Mua cái cover bằng gỗ này thay vào cho một cây kèn uh, tầm trung hoặc là rẻ tiền Sẽ làm cho cây kèn chúng ta nó hay hơn ngang với cả những cây kèn cao cấp Thì điều đó là không có đâu Và những cái người chúng ta phải uh, Tức là phải suy nghĩ, phải đắn đo mãi mới dám bỏ ra Cái số tiền để mua cái cover bằng gỗ này thì không nên Bởi vì cái hiệu quả nó mang lại cho chúng ta Cái tính thực dụng của nó là không có, không đáng kể các bạn ạ, nó chỉ mang về vấn đề hình thức và chúng ta đạt được hai cái thứ duy nhất đấy là đẹp và độc thôi. đấy, các bạn thấy cần thì các bạn bỏ ra số tiền để mua nó, còn nếu mà các bạn hy vọng ở nó quá nhiều vào cái vấn đề là cải thiện âm thanh thì thôi bỏ đi các bạn ạ. rồi và video của mình chia sẻ đến đây uh, chắc các bạn cũng đã hiểu rồi đấy uh, thì còn những cái thắc mắc gì các bạn cứ uh, hỏi mình sẽ giải đáp cho các bạn rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.